đi. Cô ta làm rớt đồ, lượng về cho ta. Dạ. Không thấy dụng gì ở đâu. Mạng nương đuổi theo con bé, hai mẹ con đều không thấy nữa. Tôi đang định khóa cửa đi tìm đây. May mà công tử đã quay trở về, chúng ta mau đi tìm thôi. Đi bao lâu rồi? Sợ là khoảng chừng một bữa cơm rồi. Thời gian một bữa cơm? Nàng ấy đã từng về, hay là sau khi đi chưa từng trở về? Không có về. Tao nghiệt mà, đừng có hỏi nữa. Chúng ta mau kêu thêm người, nhanh đi tìm thôi. Không cần đâu. Sao vậy? Mạng nương chỉ là một nữ nhân, ra ngoài đi mấy vòng không nhìn thấy con mình, tự nhiên sẽ quay lại tìm người giúp. Lâu như vậy không xuất hiện, e là bị người ta bắt đi rồi. Ôi trời ơi, là ai giữa ban ngày ban mặt dám bắt cóc người chứ? Chỉ sợ còn đáng sợ hơn bọn bắt cóc. Đứa bé này chính là con của ngươi và tên nghiệp chướng đó sao? Còn có một bé trai nữa hả? Dạ. Hầu gia bất giận là tôi không tốt, đã quyến rũ dụ dỗ nhị lang, nhưng tôi thật lòng với chàng ấy. Xin người hãy nể tình mấy đứa bé này, cho tôi một con đường sống. Đường sống? Đường sống cái gì chứ? Tôi xuất thân thấp kém, nên không dám mơ mộng danh phận gì hết. Chỉ mong có thể bên cạnh nhị lang, là một thị thiếp, mỗi ngày có thể gặp chàng, hầu hạ chàng, thì tôi đã mãn nguyện rồi. Nghĩ cũng hay lắm. Thân phận của nó là gì? Thân phận của ngươi là gì? Lại dám nhảy vào được cửa hầu phủ ta? Hôm nay bắt người tới đây, ta còn sợ làm bẩn từng viên gạch trong nhà này nữa. Xin hầu gia bớt giận, xin hầu gia bớt giận, xin hầu gia bớt giận, xin hầu gia bớt giận. Mau trói cô ta lại, đuổi ra ngoài, đuổi đi càng xa càng tốt. Quan nhân, quan nhân, vậy đứa bé đó làm sao đây? Chẳng phải cô ta đã nói còn một đứa bé trai, đó là cốt nhục của Cố gia chúng ta. Con của một đứa thấp hèn sinh ra sao có thể là người của Cố gia được? Chúng ta phải ăn nói thế nào với nhị lang? Nàng bị trúng tà sao hả? Một người làm cha như ta sao lại cần phải ăn nói với nó chứ? Đuổi đi, đuổi mau. Hầu gia, hầu gia, mẹ, hầu gia. Mẹ, thả ra một ngón tay của họ. Con còn mặt mũi về đây? Con muốn làm cái gì? Con muốn nạp nàng ấy về nhà. Một ca kỹ, ngay cả sách dạy cho con còn không có tư cách, làm thị thiếp càng mất mặt, con còn muốn nạp nó về. Sau này ai gả cho con? Không ai gả thì con không cưới. Như vậy chẳng phải cha càng vui hơn sao? Tự con không biết trân trọng tiền đồ của bản thân mình, lại làm ra chuyện khiến cho liệt tổ liệt tông hổ thẹn. Trong mắt các người, kể từ khi con sinh ra thì đã khiến liệt tổ liệt tông hổ thẹn rồi, nhiều thêm chút nữa cũng chẳng sao. Nhị lang. Mạng nương, đừng khóc nữa, đừng để cho nước mắt rơi xuống ở nơi thế này. Đi. Con mau đứng lại. Nhị lang.
còn dám bước ra khỏi cánh cửa này, ta dám đánh chết con. Người đâu? Hoàng nhân. Hoàng nhân. Từ hôm nay trở đi, con sẽ không chịu tra tấn của Cố gia các ngươi. Con lại muốn hỏi một câu, Bạch thị mẹ con đã chết như thế nào? Con nói bậy bạ cái gì? Chẳng lẽ không phải mẹ con dùng hồi môn của mình cứu Cố gia các người sao? Tiếp đó lại bị các người bức cho đến chết. Nói lời hỗn láo. Mẹ con bị lừa gạt nên mới gả đến Cố gia, có đúng không? Trước giờ chưa có ai lừa gạt nàng ấy. Mẹ con biết mình đã bị lừa gạt cho nên mới rong quyết khó sinh mà chết. Ta nói là chưa từng có ai gạt nàng ấy. Cha, con đã không còn tin lời cha nữa rồi. Nhị Lan, ai đã nói lại cho nó chứ? Ôi trời ơi, lần làm loạn này của Nhị Lan thật sự không sợ ai hết, dọa chết người ta mà. Nếu không phải Tam Lan đi ra ngoài uống rượu rồi, sợ là bị dọa tới phát khóc. Nó oai phong lẫm liệt như vậy, nếu cùng một mẹ sinh ra với ta, tất cả những chuyện trong viện giao cho nó ta cũng yên tâm. Đáng tiếc số mệnh không tốt, con của tiện nhân đã hại chết mẹ của ta. Quan nhân, quan nhân, đừng đau lòng không người kế tục. Thiếp đã thay quan nhân lựa chọn một nữ tử gia đình đàng hoàng, coi ngài. Thôi đi, thôi đi. Thân thể của ta giống như cỏ lau trong gió, đừng hại người khác nữa. Ta cưới nàng về nhà đã hổ thẹn lắm rồi, đã liên lụy tới nàng rồi. Không, có thể lấy quan nhân chính là điều may mắn nhất cuộc đời của thiếp. Cho dù quan nhân có thế nào, thiếp đều nghe lời của chàng. Khó khăn lắm mới lật ngã được lão nhị. Chúng ta đừng nói mấy lời không may. Hôm nay khẩu vị ta tốt lắm, nàng đi dặn dò nhà bếp cơm tối nấu thêm hai món nữa. Được. Thịnh đại nhân xin dừng bước. Bệ hạ sai tiểu nhân chuyển lời, mời đại nhân tạm thời ở lại. Mời đại nhân. Nội quan có biết là chuyện gì không? Chuyện này thì nô tài không dám hỏi. Bệ hạ đã dặn dò, kêu tình đại nhân cứ chờ ở đây, không được rời khỏi nửa bước. Giờ này cũng đã giữa trưa rồi, tại sao quan nhân vẫn chưa về? Bình thường giờ này thì đã sớm tan triều rồi mà. Có lẽ là bị gì đó trì hoãn. Mẹ à, người xem,
Dây áo mới của con kiểu dáng này là kiểu mới nhất ở thành Đông Kinh đó. Phối màu có đẹp không? Sắp đến mùa xuân ấm áp qua nở rộ, Ngô nương tử của phủ bá tước Vĩnh Xương lại bắt đầu chuẩn bị cưỡi ngựa đánh cầu ném bóng. Đến lúc đó mà cái này. Con đó, cả ngày chỉ biết nghỉ chơi thế nào, đã đến tuổi phải bàn chuyện thành thân rồi, vậy mà vẫn giống như con nít. Đánh bóng dạo chơi cũng là tiện cho việc bàn chuyện thành thân mà. Trước đây ở trước mặt Ngô đại nương tử đã thất lễ rồi, lần này vừa lúc lấy lại thể diện đã bị mất. Con có biết chơi bóng đâu, con ném bóng chỉ tạm thôi, đừng có mơ mộng nổi bật. Con chưa từng để ý tới chuyện thắng hay thua, quan trọng chính là phải để cho bọn họ thấy phong thái đích nữ của con. Không được, đã sắp đến giờ phải truyền cơm trưa, cha con vẫn chưa trở về. Nếu như có chuyện trì hoãn không về nhà ăn cơm, cũng phải phái người về nhà thông báo một tiếng chứ. Không được rồi, chuyện này không ổn rồi. Cô nương. Cô sao rồi? Cha vẫn chưa về sao? Đông Dinh đã về rồi, nói là đợi mãi cũng không thấy chủ quân đi ra khỏi cung, cho nên chỉ có thể trở về báo tin. Bên chỗ Quy Nhi Hiên đã rối loạn lên, đại nương tử đã nghe ngóng tin tức từ khắp nơi, nghe nói là bị nội quan gọi đi một mình. Bị nội quan gọi đi? Không lẽ là ý của quan gia? Nhưng cha chỉ là quan ngũ phẩm, chưa từng bẩm tấu một mình. Nếu ở lại phải có vài vị đồng liêu cùng ở lại chứ. Bây giờ chỉ giữ một mình cha ở lại, thật sự quá kỳ lạ rồi. Vậy thì chuyện không ổn rồi. Đừng nói bậy, chuyện này sợ là không có đơn giản như vậy. Bây giờ quan trọng là sai người đi nghe ngóng nguyên do. Đại nương tử cũng nói như vậy, hận không thể cả nhà đều cùng ra ngoài kiếm. Bây giờ nhị công tử đã đi tìm cố nhị công tử rồi. Đến quân cũng không có biện pháp gì sao? Tôi có thân phận gì chứ? Vết nhơ của cố gia, từ nhỏ tới lớn, hãy đến nhận thưởng ngày lễ, tiến công khấu tạ, 8-9 phần đều không có phần của tôi. Tôi chỉ sợ còn ai biết được nhiều hơn hay không. Ca ca bệnh sắp chết kia của tôi có nhà mẹ là Đông Xương Hầu, là họ hàng xa của hoàng hậu nương nương, hắn chắc có cơ hội diện thánh. Đúng. Nè, quay lại. Quay lại. Vội vàng làm gì vậy? Qua đây tôi nói Quỳnh nghe. Nếu chúng ta không liên quan gì, đương nhiên hắn sẽ giúp Quỳnh. Bây giờ chỉ sợ ngoài mặt tỏ ra thân thiết tình cảm, phía sau lại đâm Quỳnh một dao. Hả? Vậy thì còn ai nữa đây? Cha Quỳnh có được hay không vậy? Bình Ninh quận chúa, bảy từ nhỏ lớn lên trong cung, chắc chắn quan hệ thân thiết hơn chúng ta nhiều. Đúng. Thôi được. Trời, nè. Cáo từ. Không cần tiễn. Ta tự đi. Quỳnh cẩn thận chứ. Bây giờ Quỳnh không được đi đâu đó. Đã lúc nào rồi mà còn nghĩ tới chuyện của tôi. Quỳnh mau chóng đi đi. Đi đi. Cha ơi. Cha ơi. Đến đây, Dung Nhi. Cha của Thịnh Thúc Phụ xảy ra chuyện, Thúc ấy rất lo. Nếu cha cũng xảy ra chuyện, con có lo hay không? Cha đừng xảy ra chuyện mà.
Đợi cha làm điều này cho con xong rồi thì con vĩnh viễn tóm chặt cha trong tay con.